em hờn cấp đại ca lắm phải không em? Mộ Dung đại ca quê mình, đại ca chọn cho mình một con đường. Đại ca con đường gì? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm. Cho nàng tâm mà thích theo chồng không quan hàng đại ca, vì đã tao lo lắng đánh đoạn trường không anh không thể nào bỏ rơi em trên đoạn đường lắm gian truân. Em chỉ có một mình còn gì nhắc nhớ nữa đâu, khi kết tuổi đã chôn vùi một cuộc đời đã ngủ yên. Lời của đại ca sao nghe buồn yêu vời, khiến em nghe như đứt đoạn cả linh hồn. Nếu kiếp này mình không được yêu nhau thì xin hẹn lại kiếp sau sẽ nên duyên chồng giờ. Nếu kiếp này mình không thành duyên nợ thì xin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Với người yêu kẻ chết cô đơn chẳng thường hay mong mình tự an ủi mình trong giấc ngủ thiên thu, và rồi đây sẽ chết một mình giữa sa mạc khô khăn đồng quán cỏ chay. Mình đã cho em ra.
chỉ mình ta biết. Quê manh đừng buồn khi chưa hiểu được lòng ta. Đã bao năm chung sống tội dài khờ, nói với quê manh ta chắc thiếu từng kể nên. Những kỷ niệm xưa đại ca đã đốt rồi trong ao tư, thì em chỉ còn lại đây một mơ cho thân ngắm ngồi thương nhớ chuyện ngày qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.